Chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng đến với bài học mới nhé. Các em ạ, đây là hình ảnh ba và bé đang gói cốm đấy. Cốm là một loại đồ ăn được làm từ lúa nếp non, rất thơm ngon các con ạ. Cốm nang vong là một đặc sản ẩm thực của Việt Nam đấy. Cô có câu sau. Hương cốm thơm thôn xóm. Mời các con nhắc lại cùng cô. Hương cốm thơm thôn xóm. Trong câu mà các con vừa nhắc, có vần ôm, vần ơm và vần om mà hôm nay chúng mình học đấy. Chúng mình cùng đến với bài học 36. Om, ôm, ơm. Cô có âm O ghép với âm M, cô được vần mới, đó là vần om. O, M, om. Om. Cô có âm sơ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên âm O, cô được tiếng gì nhỉ? Đúng rồi, đó là tiếng xóm. Mời các con đánh vần. Sờ, om, som, sắc, xóm. Tiếng xóm có âm sờ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên âm o. Bây giờ, cô thay âm o bằng âm ô. Cô đố các con, cô được vần nào mới đây? Đúng rồi, đó là vần ôm. Ô, m, ôm. Ôm. Chúng mình cùng luyện đọc các tiếng chứa vần ôm nhé. Ô, m, ôm, chờ, ôm, chôm, chôm. Ô, m, ôm, tờ, ôm, tôm, tôm. Ô, m, ôm, hờ, ôm, hôm, hôm. Đọc trở lại nào. Ôm, chôm, tôm, hôm. Rất tốt. Và vần tiếp theo mà cô muốn giới thiệu với các con, đó là vần ơm. Ơ, m, ơm. Ơ, m, ơm. Hãy cùng cô đi luyện đọc các tiếng chứa vần ơm. Ơ, m, ơm, thờ, ơm, thơm, thơm. Ơ, mờ, ơm, sờ, ơm, sơm, sắc, sớm, sớm. Ơ, mờ, ơm, rờ, ơm, rơm, rơm. Cùng đọc trơn lại nào. Ơm, thơm, sớm, rơm. Rất tốt. Vậy là cô vừa giới thiệu với chúng mình những tiếng chứa vần om, ôm, ơm. Bây giờ chúng mình cùng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì đây. À, đây chính là hình ảnh con đom đóm đấy. Cô có từ đom đóm. Chúng ta quan sát con đom đóm có gì đặc biệt nhỉ? Dưới phần đuôi của đom đóm có phần phát sáng giống như một chiếc đèn đấy. Trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng. Chuẩn bị đọc lại nào. Đom đóm. Trong từ đom đóm có chứa vần nào chúng mình vừa học nhỉ? Rồi, đó là phần om. Thế con, đây là gì? Đây chính là quả chôm chôm đấy. Chôm chôm. Bạn nào có thể nói câu chứa từ chôm chôm nào? Em thích ăn chôm chôm. Quả chôm chôm ăn rất ngon.
Chúng ta có thể nói được rất nhiều từ, rất nhiều câu chứa từ chôm chôm phải không nào? Các con hãy nói thật nhiều câu nhé. Mời các con đọc lại hai từ này. Đom, đóm. Chôm, chôm. Vậy là cô vừa giới thiệu với chúng mình ba vần mới. Cô mời các con đọc lại. Om, ôm, ôm. Cho cô biết ba vần này có gì giống nhau. Đúng rồi, giống nhau là đều có âm M đấy. Mời các con đọc lại toàn bài nhé. Om, ôm, ôm. Sờ om som sắc xóm. Khờ om khom sắc khóm, khóm. Vờ om vom huyền vòm, vòm. Nờ ôm nôm nặng nộm, nộm. Tờ ôm tôm, tôm. Bờ ôm bơm huyền bờm, bờm. Rờ ôm rơm, rơm. Đom, đóm. Chó, đốm. Mâm, cơm. Các con ạ, với những bạn mình đọc còn chậm, các con có thể đánh vần. Những bạn nào đọc tốt rồi thì chúng mình đọc trơn nhé. Vậy là các con đã được tìm hiểu vần mới, luyện đọc các tiếng từ chứa vần mới rồi. Các con cùng chuyển đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện đọc đoạn nhé. Các con ạ, ngày hôm qua nhà bạn Hà có khách đến chơi. Không biết chuyện gì đã xảy ra, các con hãy đọc đoạn văn sau nhé. Hôm qua, cô Mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Trong đoạn mà các con vừa đọc có mấy câu? Đúng rồi, có 4 câu. Chúng mình đọc lại câu 1 nhé. Hôm qua, cô Mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Câu 2. Cô cho Hà giỏ cam. Câu 3. Hà chọn quả cam to phần bố. Câu 4. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Tại sao Hà lại được mẹ khen nhỉ? À đúng rồi, bởi vì Hà đã biết chọn quả cam to để phân bố đấy. Các con ạ, trong gia đình mình, ông bà là người đã lớn tuổi, bố mẹ đi làm rất vất vả. Cho nên chúng ta có món gì ngon, chúng ta lên phần ông bà bố mẹ nhé. Cô tin rằng ông bà bố mẹ sẽ rất vui và tự hào về con đấy. Tạm biệt với gia đình của bạn Hà, chúng mình cùng đến thăm gia đình của bạn Nam nhé. Quan sát bức tranh và cho cô biết, em thấy gì trong tranh? À, ở trong tranh chúng ta thấy bạn Nam đá bóng và đã làm vỡ nọ hoa đấy. Đá bóng rất vui, nhưng đá bóng ở những nơi như trong nhà hay ở trong sân trường có vẻ rất nguy hiểm. Hôm nay bạn Nam đã đá bóng ở trong nhà và chẳng may làm rụng vỡ nọ hoa của mẹ. Theo em, bạn Nam nên làm gì? Chắc chắn là bạn Nam nên nói lời xin lỗi mẹ rồi. Và bạn Nam còn phải giúp đỡ mẹ để dọn dẹp, lau chùi những chỗ mà nọ hoa rơi ra nữa đúng không? Nhưng khi giúp đỡ mẹ,
Dọn dẹp thì chúng ta cũng phải cẩn thận để không bị thương bởi những mảnh vỡ của nọ hoa nhé. Vậy theo các em, chúng ta lên chơi bóng đá ở đâu cho an toàn nhỉ? Rồi đấy các em ạ, chúng ta lên chơi bóng đá ở sân vận động này hoặc ở nhà đa năng của nhà trường đấy. Chúng ta không lên chơi bóng đá trong nhà, không nên chơi bóng đá ở sân trường bởi vì có thể làm đau người khác. Và đặc biệt là không nên chơi đá bóng ở ngoài đường nhé. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các con sẽ nắm được những vấn mới và lựa chọn được những trò chơi an toàn và nơi phù hợp để chơi các trò chơi nhé. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở những buổi học lần sau.